Hello anh em, Mi Game lại quay trở lại tiếp nữa đây. Như video tụi mình có nói thì đế chế đã, đang và sẽ luôn là một huyền thoại trong lòng game thủ Việt Nam. Dù đã có mặt ở đất nước hình chữ S này hơn 20 năm, nhưng dường như sức hấp dẫn của trò chơi này vẫn chưa từng hạ nhiệt. Đó là thành quả của cả một cộng đồng những người yêu đế chế đã cống hiến hết tuổi trẻ và sức lực cho tựa game này. Và thành quả chính là một hệ thống giải đấu eSports vô cùng chuyên nghiệp, thúc đẩy phong trào đế chế phát triển mở rộng hơn nữa. Hiện nay, đế chế vẫn là một trong những bộ môn eSports lớn nhất tại nước ta với các tuyển thủ thi đấu vô cùng nổi tiếng như Chim Sẻ Đi Nắng. Không ai nghĩ rằng một tựa game đã 20 năm tuổi, chẳng có được hỗ trợ bất kỳ thứ gì từ cha đẻ Microsoft từ lúc bắt đầu, lại có nhiều vinh quang và tiền bạc như thế. Đương nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó, đế chế Việt Nam cũng có những vết nhơ mà mỗi khi nhắc đến thì cả người hâm mộ nhất cũng phải lắc đầu ngao ngán. Vậy thì cộng đồng này phát triển như thế nào, xuất phát từ đâu? Hãy cùng Mi Game quay lại những bánh xe lịch sử để quay về nguồn cội khi mà đế chế chỉ là một trò chơi giải trí nhỏ bé trong quán net, cho đến khi thành một bộ môn eSports hùng mạnh như bây giờ. Nhắc một chút, đây là lịch sử phát triển và hình thành của cộng đồng AOE tại khu vực miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng, vì phong trào đế chế ở đây mới phát triển rực rỡ. Còn ở những nơi khác như miền Trung hay miền Nam thì chắc chỉ có thấy mấy thầy tin học đánh đế chế với nhau thôi. Không thể phủ nhận, AOE miền Bắc chính là AOE Việt, không có gì để bàn cãi, còn giờ thì bắt đầu vào video thôi nào. Hãy quay về những năm 1997, những năm tháng đầu tiên khi mà khái niệm về PC hay máy tính cá nhân mới được du nhập vào Việt Nam và Internet vẫn được xem là một thứ xa xỉ phẩm. Thời điểm đó, kiếm ra một hàng máy tính đã khó, chứ đừng nói đến việc thi đấu và tập luyện game một cách chuyên nghiệp. Ấy vậy mà niềm đam mê của các game thủ vẫn vô cùng mãnh liệt. Khởi nguồn của AOE Việt Nam đến từ hai con phố Trần Xuân Soạn và Nam Đồng. Thời điểm đó, đế chế là một tựa game phổ biến vì sở hữu lối chơi hấp dẫn, cấu hình nhẹ nhàng và không cần phải chơi online. Có thể nói trước khi mà game online du nhập vào Việt Nam, thì Age of Empires và Half-Life chính là phương thức giải trí duy nhất tại thời điểm đó. Đương nhiên, phong trào chơi đế chế nổi lên khắp cả khu vực ở Hà Nội, nhưng nổi tiếng mạnh và máu chiến nhất chính là khu vực đó. Hai nơi này được xem như cái nôi của cộng đồng đế chế thuở sơ khai với các cá nhân thuộc dạng top đầu của đế chế Việt Nam. Sau đó, Trần Xuân Soạn với các cá nhân kiệt xuất như Super Bình hay Germany đã đánh bại Nam Đồng và trở thành vô đối. Họ mạnh tới mức thời điểm đó chỉ có khu vực Trần Xuân Soạn tự làm giải tự chơi, trừ chỗ khác mà làm thì chỉ có người bên Trần Xuân Soạn qua đánh đem giải nhất về thôi. Sự bành trướng của khu vực này mạnh tới mức sau này nhiều thành viên bên Trần Xuân Soạn thoát ly về với Nam Đồng và mau chóng làm bá chủ nơi này. Có thể kể đến nhiều cái tên tiêu biểu của thời kỳ đó như Super Bình, Germany, Five Boy, Pluto God của Trần Xuân Soạn và Phương Jindo, hủy diệt của Nam Đồng. Sau đó, những người chơi này cũng đã dã từ đế chế để theo đuổi sự nghiệp riêng và người kế tục của họ chính là Thành Tâm, một tài năng trẻ của đế chế Việt đầu những năm 2000. Thành Tâm là một cái tên xuất phát từ một trong hai cái nôi của đế chế Việt là Nam Đồng. Anh bắt đầu chơi AOE từ những năm học lớp 6, lớp 7 và nhanh chóng trở thành số 1 tại thời điểm đó. Thành Tâm lúc đó đã là bậc thầy lão luyện với những kỹ năng mà đến thời điểm hiện tại, những game thủ trẻ vẫn phải tập luyện hàng ngày như lùa hươu, câu voi. Với sức mạnh của Thành Tâm, khu vực Nam Đồng lấy lại vị thế vốn có của mình cùng với những khu vực mới nổi lên như Tô Hiệu, Thành Công, Tam Giác Bách Khoa. Luật lệ và lối chơi ngày đó có một sự khác biệt lớn với đế chế hiện đại khi họ chọn lối đánh team 4-4 hơn là solo 1-1 như bây giờ. Các bản đồ thường dùng thi đấu là Hills, Huge với phong cách đập dân quẩy đá khắp bản đồ. Tiêu biểu cho lối đánh đó là những cái tên được nhắc ở trên, Nam Đồng, Tô Hiệu, v.v. Dù thế, do đây vẫn là một tựa game mới và vẫn còn sơ khai, nên các chiến thuật trong game lúc này không được chú trọng nhiều, mà các trận đấu phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng của người chơi và khả năng teamwork. Nhiều người đánh giá thì vào thời này, lối chơi teamwork rất mạnh với khả năng bò bế đẩy quân cho nhau. Dù phổ biến nhất là 4-4, nhưng các kèo solo hay 2-2 vẫn diễn ra thường xuyên để game thủ có thể trau dồi kỹ năng của mình nhiều hơn. Phong trào đế chế không chỉ phát triển ở Hà Nội mà còn dần lan ra các tỉnh thành khác, nhưng đa phần đều học hỏi từ Hà Nội và có những setting riêng tùy từng vùng. Duy chỉ có Hải Phòng là có khác biệt hoàn toàn với Hà Nội. Nhìn chung, cộng đồng đế chế Việt Nam sơ khai dựa trên các hoạt động cộng đồng sôi nổi với những con người rất tâm huyết cho thời kỳ này, mãi cho đến thời kỳ thứ hai mới có nhiều thứ thay đổi lớn. Những năm đầu 2000, Việt Nam bắt đầu du nhập những tựa game online. Với sự mới lạ và hấp dẫn của các tựa game online đã thu hút một lượng lớn game thủ dần rời bỏ đế chế để đắm chìm trong thế giới ảo đầy màu sắc và hấp dẫn hơn. Game online như một cơn bão, quét sạch hết thảy mọi thứ trên đường đi của nó, để lại những tàn tích mà phải rất lâu sau đó mới có thể phục hồi. Nam Đồng, Cầu Khỉ lần lượt giã đám vì không còn người chơi, chỉ còn duy nhất Tô Hiệu là vẫn duy trì phong trào đế chế vô cùng mạnh mẽ.
Thực tế, cộng đồng AOE nên cảm ơn khu vực Tô Hiệu vì đã cố gắng duy trì phong trào đế chế trong những thời khắc khó khăn nhất. Để rồi từ đó, Phượng Hoàng từ đống cho tàn mới có thể tái sinh trở lại. Ở thời điểm này, đế chế vẫn sản sinh ra các huyền thoại của đế chế. Trong số đó có thể kể đến Long Thiếu Gia với Tìm Song Long đánh đồng dẹp Bắc của mình. Sự nhiệt tình của họ đã giúp giữ lửa cho cộng đồng đế chế trong khoảng thời gian này. Đến mức chỉ cần một chiều nước hay chỉ vài chai nước cũng là cái cớ để họ đi đánh kẻo khắp nơi. Nhưng cái tên nổi tiếng nhất ở thời kỳ đó chính là Magician, người được coi là đệ tử chân truyền của Thanh Tâm. Kế thừa mọi tinh hoa của người thầy kết hợp với tài năng thiên bẩm của mình, Magician đã phát triển và đưa trình độ đế chế lên một tầm cao mới. Vì lẽ đó, cái tên Magician trở thành một huyền thoại, một tượng đài của đế chế Việt Nam trong thời kỳ này. Giai đoạn năm 2006, đây là giai đoạn phục hưng của đế chế khi phong trào trở lại sôi động, khi đã có các phần mềm kết nối đánh online. Game thủ có thể giao lưu với nhau một cách nhanh chóng hơn, chứ không cần phải ra các hàng net như ngày xưa nữa. Đây là một bước tiến lớn trong việc phổ biến tựa game RTS này đến với game thủ. Không chỉ thay đổi về việc kết nối online, AOE thời điểm này cũng đã có những sự thay đổi rất lớn về lối chơi khi đánh nhau ở đời 2, thời kỳ đồ thủ công đã lỗi thời và sự phổ biến của đời 3, thời kỳ đồ đồng. Sự thay đổi này đã mở ra những lối đánh mới, những chiến thuật mới và cũng như làm phong phú hơn các trận đấu AOE đỉnh cao. Đây cũng là thời điểm các nhân tài mới nổi xuất hiện, nhiều như nấm mọc sau mưa, có thể kể đến những cái tên như sát thủ đầu có mủ, team Trùy Lông với Linda, Fio, team Song Long với Lòng Thiếu Già, Chán Đời, vân vân nổi lên và thống trị giai đoạn này. Tuy nhiên, sự phổ biến của đời 3 đã tạo nên nhiều sự hỗn loạn khi rất nhiều chiến thuật dị ra đời, hay như phong cách đánh làm trò chơi trở nên không vui nữa. Tiêu biểu như lối đánh bơm đồ, nghĩa là team sẽ dồn toàn bộ tài nguyên cho một người để họ lên đời 3 sớm, trở nên mạnh hơn và chém cả thế giới. Đó là một trong nhiều ví dụ cho đế chế Việt Nam thời kỳ này, hỗn loạn một cách có tổ chức. Mãi đến năm 2009, thể thức đời 3 không thành không bơm mới được phổ biến rộng rãi. Thể thức này bao gồm việc hai bên sẽ phát triển bình thường, không được xâm hại tới nhau cho đến khi lên đời 3. Ngoài ra, việc bơm đồ và xây thành hai tròi phòng thủ đều bị cấm nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ trận đấu. Khi giờ đây, hai bên sẽ phải cống hiến những pha đối đầu vô cùng hấp dẫn chứ không phải chỉ chăm chăm phát triển nhà cửa nữa. Thực tế thì có một bộ luật chính thức nào của tựa game này trên thế giới đâu. Các nước tự đánh theo setting của họ, luật của họ, cho rằng như vậy là thoải mái nhất. Việt Nam đánh theo kiểu của Việt Nam, Trung Quốc đánh theo kiểu của Trung Quốc, còn phương Tây thì đánh theo kiểu phương Tây. Đến cả cái map thi đấu như thế nào cũng là một sự khác biệt hoàn toàn. Càng khó trách khi mà Microsoft thời đó cũng không quá chú trọng đến việc phát triển đế chế, nên cũng không nghĩ một ngày nó lại phát triển thành một bộ môn eSports như thế này. Game thủ quen đánh như thế nào thì đánh như thế đấy thôi. Đây có thể xem là một lợi thế cũng như là một thách thức không nhỏ của nền đế chế nước nhà mà MiGame sẽ nói sau. Tới năm 2009, hệ thống luật lệ và thi đấu đã hoàn thiện, nền đế chế Việt Nam phát triển với tốc độ chóng mặt. Lúc này, setting cung A Assyrian không được xem thành đỉnh cao nhất của đế chế Việt khi đòi hỏi rất nhiều kỹ năng đỉnh cao như micro, macro, bo nhà, phát triển. Phong trào này được khơi nguồn từ một cao thủ tên là Fioruna xuất thân từ Hải Phòng. Thật bất ngờ khi trong bao nhiêu năm làm chủ cuộc chơi, Hà Nội lại có lúc thất thủ chưa một nơi được xem là tỉnh lẻ trong phong trào AOE. Hàng loạt các cao thủ của Hà Nội đã thất thủ trước lối đánh này, dù cho tao lên đời sớm hơn, quân tao đông hơn các kiểu. Ngoài ra, phong trào đánh ngựa R cũng phát triển rầm rộ khi xuất hiện những kèo giao lưu Việt-Trung lần đầu tiên. Sự ganh đua giữa các game thủ diễn ra vô cùng khốc liệt, điều đó dẫn đến sự thành lập của các clan, các team theo hướng chuyên nghiệp. Đến cuối năm 2009, cộng đồng đế chế lúc này đã hình thành ra 4 clan được xem là mạnh và chuyên nghiệp nhất, bao gồm Trường Phát. Cái tên đầu tiên và giàu truyền thống nhất chính là Trường Phát, với rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ trong khoảng những năm từ 2009 đến 2011. Clan này không chỉ sở hữu số lượng danh hiệu khổng lồ, mà họ còn có số lượng thành viên đông đảo nhất, cùng dàn tuyển thủ chất lượng. Trường Phát sở hữu Tiểu Bạch Long, Fio, Đầu Có Mủ. Với lượt đời 3 không thành, Trường Phát giành được những danh hiệu lớn như Saizone 2009, Master of Autumn 2010, Ngũ Hùng năm 2011. Về phía Game TV thì đây là tổ chức đầu tư và AOE theo hướng chuyên nghiệp. Với định hướng đó, Game TV không tiếc tiền đem về những ngôi sao chất lượng nhất về đội hình của mình, phong cách y như Real Madrid với Galacticos giải ngân hà huyền thoại năm nào. Giải ngân hà của Game TV thời kỳ đầu bao gồm có Lòng Thiếu Gia, Linda, Fioruna, Thuti, Dinosaur. Ngay khi thành lập, Game TV đã ngay lập tức gặt hái được nhiều danh hiệu với Hải Phòng Open năm 2010, Ngũ Hùng 2010 và Hà Nội Mở Rộng lần 1. Với việc sở hữu một đội hình toàn sao, đó chính là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của Game TV. Họ rất thiếu sự ổn định và liên tục có những sự thay đổi nhân sự. Điều đó dẫn đến những kèo đấu tìm 4-4 luôn là một thử thách khó khăn với đội tuyển này. Sự thành lập của Game TV cũng kéo theo sự thành lập của Indoor Game, một clan lớn khác ở thời điểm đó. Sở hữu những hào thủ như X-Men, Bắn Chim, Yuji cũng là những cái tên đình đám trong cộng đồng đế chế thời điểm đó. Tuy nhiên, dù được đánh giá rất cao và không hề thua kém bất kỳ ai, nhưng Indoor Game lại thiếu đi những danh hiệu,
Danh hiệu duy nhất mà họ giành được chính là chiếc vô địch Everest lần 2 năm 2010. Cuối cùng chính là Thái Bình, một clan lâu đời thuộc dạng nhất nhì trong cộng đồng, nhưng họ lại không có một thủ lĩnh đúng tầm để nâng cao sức mạnh bản thân. Mãi đến khi Tiểu Bạch Long rời Trường Phát sang Thái Bình làm đội trưởng, thì Thái Bình dần trở nên một thế lực và gặt hái vô số chiếc vô địch. Tiêu biểu là hai chiếc vô địch liên tiếp năm 2010, giải miền Bắc lần 3 và AOE Susu Game lần 2. Giai đoạn này cũng không thể bỏ qua những trận giao hữu đầu tiên của hai nền đế chế hàng đầu thế giới, Trung Quốc và Việt Nam. Trước đó, dù kề sát nhau nhưng nhiều vấn đề về đường truyền, khoảng cách làm cho những cuộc giao lưu cọ sát rất khó khăn. Những lần gặp gỡ này đã tạo ra một cơ hội phát triển lớn cho cộng đồng AOE Việt khi khán giả lần đầu tiên được theo dõi các trận đấu được quay phát một cách vô cùng chuyên nghiệp của nước bạn, giúp cho AOE có thể phổ biến hơn nữa. Game TV là một trong những đơn vị đầu tiên nắm bắt được tiềm năng và nhanh chóng triển khai thành lập website chuyên quay phát các kèo đấu phục vụ khán giả. Từ năm 2011, cộng đồng đế chế Việt Nam đã có những bước chuyển mình vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói đây là thời điểm phát triển rực rỡ nhất đế chế Việt Nam khi mà khán giả có thể dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Với sự phổ biến của các đơn vị quay phát lớn, các kèo đấu giữa các cao thủ liên tục diễn ra, kéo theo các giải đấu được tổ chức xuyên suốt. Việc các giải đấu có số lượng người theo dõi lớn, kéo theo việc thu hút rất nhiều các nhà đầu tư và tựa game. Các clan lớn, các team liên tục được thành lập quy tụ rất nhiều nhân tài. Số lượng game thủ thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp gia tăng chóng mặt, làm mặt bằng của giới đế chế trở nên vô cùng khó lường. Không còn là sự thống trị của 4 clan lớn như ngày xưa, giờ đây ai cũng có thể ngáng đường, clan nào cũng có thể vô địch. Sự ganh đua của AOE đã gây chú ý tới cộng đồng thể thao điện tử nước nhà, dẫn tới những giải đấu trực thuộc Vietnam Esports Championship hay World Cyber Game. Đặc biệt nhất ở thời kỳ này chính là một giải đấu Lenovo Game TV Cup được tổ chức với sự tham gia của 12 game thủ hàng đầu Việt Nam đối đầu với 12 tuyển thủ số 1 Trung Quốc. Tuy rằng thành tích giải đấu thật sự không tốt với 3 trên 4 chiếc vô địch thuộc về người Trung Hoa, nhưng chúng ta đã có được những kinh nghiệm quý báu để cải thiện bản thân mình. Trên tất cả, năm 2011 cũng là năm mà đế chế Việt Nam phát hiện ra một thiên tài, một tài năng trẻ tuổi mà tên tuổi của anh đã vang danh thiên hạ, Chim Sẻ Đi Nắng. Chim Sẻ Đi Nắng tên thật là Nguyễn Đức Bình, một game thủ sinh năm 1996. Biết đến AOE một cách tình cờ nhưng tài năng của anh sớm bộc lộ khi cái tên Chim Sẻ Đi Nắng trở nên vô cùng nổi tiếng trong các trận đấu online. Nhiều lời đồn thổi cho rằng Chim Sẻ Đi Nắng là một game thủ chuyên nghiệp top đầu giả danh hoặc một tài khoản đang sử dụng phần mềm hack. Chỉ đến khi cậu bé 16 tuổi xuất sơn, đánh bại hàng loạt hào thủ thời đó bằng kỹ năng tuyệt đỉnh của mình, người ta dần dần công nhận tài năng của cậu, và cái tên Chim Sẻ Đi Nắng bắt đầu nổi lên từ đó. Thời điểm Chim Sẻ xuất hiện cũng là lúc thời điểm cộng đồng đế chế bắt đầu giai đoạn chuyển giao, khi phần lớn các tuyển thủ lâu năm giải nghệ hoặc ngừng thi đấu. Sân chơi đế chế bây giờ là của các game thủ trẻ như Hồng Anh, Vô Thường, Cam Quýt bắt đầu khẳng định tên tuổi của mình. Đến thời điểm hiện tại, đây đều là những cái tên lớn và vẫn còn đang phát triển. Sự nổi lên của thế hệ trẻ cho thấy đế chế vẫn còn phát triển vô cùng mạnh mẽ và còn tiến xa hơn nữa. Chúng ta đã không còn dưới cơ của Trung Quốc mà đã có thể thi đấu sòng phẳng, thậm chí là còn áp đảo họ ở cả những thể loại mà họ quen thuộc. Không chỉ thế, sự phát triển của thị trường Việt Nam cũng đã thu hút các game thủ Trung Quốc đến Việt Nam lập nghiệp như Shen Long. Ngoài ra, livestream phát triển thúc đẩy phong trào chơi đế chế, khi giờ đây game thủ có thể kiếm được thu nhập lớn thông qua việc streaming các trận đấu của mình. Các kèo đấu đỉnh cao cũng dễ dàng tiếp cận với khán giả và game thủ mới, làm cho hình ảnh của tựa game này càng lúc càng phổ biến. Với một lịch sử phát triển lâu dài và nhiều thăng trầm như thế, không có gì bất ngờ khi đế chế vẫn khó mà đết được tại thị trường Việt Nam. Chỉ cần cộng đồng đế chế vẫn còn lửa, thì chắc chắn tựa game này sẽ còn sống khỏe, sống mạnh và sống mãi trong nền thể thao điện tử nước nhà và trong lòng mỗi game thủ. Còn anh em đã từng thử chơi đế chế chưa? Điều gì của game mà anh em ấn tượng nhất? Hãy để lại bình luận cho Mi Game biết nhé!